rất hay. Vẫn là những tình huống lên bóng hợp lý của các cầu thủ U23 Lào. Pha phạm lỗi của Long Giang. Chiếc thẻ đỏ đã được dành cho Long Giang và đây là một mất mát rất lớn của chúng ta không chỉ ở trận này. Lam Nao Sinh Tô đã từng khiến cho một cầu thủ U23 Myanmar phải nhận thẻ đỏ trong một tình huống như vậy. Pha phạm lỗi từ phía sau của trung vệ đội trưởng U23 Việt Nam. Việc Long Giang bị chốt quyền thi đấu không chỉ là vấn đề của trận đấu này mà lớn hơn là vấn đề ở vòng bán kết.